shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsman Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi câu cá thôi bạn ơi. Để mình kiểm tra coi cái fishing lock này á, mình đã có được bao nhiêu loại cá rồi. Ui, ơi cái fishing lock của mình nó lại bị lỗi rồi các bạn ơi. Mình cũng không biết cách sửa như thế nào luôn. Ai biết thì nhớ comment phía dưới cho mình nha. Chắc mình hy vọng là bản cập nhật sau á, cái fishing lock này cũng như là cái Islet Shrine nó sẽ hoàn thiện hơn các bạn ơi. Đây là những cái mới mẻ nên là nhóm tác giả sẽ không có thể tránh khỏi những cái sai sót được. Ui, vậy thì chắc mình phải dẹp mấy cái con câu lại thôi bạn ơi. Trời ơi, tính đi câu cá mà. Thôi chắc chúng ta phải dẹp mấy cái con câu vô lại rồi. À, cho tập ngày hôm nay mình sẽ đi tiến hóa hai Pokemon mà tập trước mình vừa mới bắt. Đó chính là em Rizzo cũng như là Scorbunny nhớ bạn. Đây. À, đây là một em tắc kè các bạn ơi. Tắc kè điệp viên. Đó, và đây là Scorbunny. Ui, cái em này á là em thỏ nữa bạn ơi. Em này hệ lửa nha. Và nó có một tuyệt chiêu khá là xịn sò luôn đó. Để mình coi mình tiến hóa lên á, mình xài cho các bạn coi nha. À, sẵn tiện á mình cũng sẽ luyện cấp cho em UC cũng như là Azil của mình luôn nha các bạn ơi. Hai em này mới cấp 52 và cấp 56 thôi. Chúng ta sẽ còn phải luyện nó lên cấp 60 thì mới được nha bạn ơi. Đó, để mà mình lấy những cái viên ngọc từ tụi nó nữa. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cũng đi phiêu lưu để mà tìm ra những cái Zygarde Core, Zygarde Shell cũng như là mấy em Pokemon Gen 8 mới nha bạn ơi. À, để mình coi thử mình đã có được bao nhiêu em Pokemon rồi. Ui, hiện tại mình đã có được 815 em rồi nè các bạn. Quá là xịn sò luôn. Và chúng ta... Ui, thấy được 817 em nhưng mà bắt được có 815 hả? Ui, sao kỳ vậy? Mình bỏ sót con nào các bạn ơi? Ui, xui vãi chưởng hả? Và chúng ta chỉ mới hoàn thành 91% Pokédex thôi. Chưa đủ 100% rồi. Hôm bữa mình đã lên làm 90 mấy rồi bạn ơi. Sắp được 100% luôn rồi. Nhưng mà bây giờ nó lại bị tụt xuống 91. Rồi bây giờ để mình coi thử. Quanh đây có cái Zygarde Core cũng như là Zygarde Shell này không nha. Thường thì nó sẽ xuất hiện trên những cái lá cây nè. Trên những cái lóc, trên những cái khối gỗ này cũng như là trên những cái khối cỏ luôn nha bạn ơi. Ui, ngoài đây có một em gì đây? Đây là Hakamo. À, cấp 44 luôn. Sẵn tiện mình sẽ dứt nó và luyện cấp cho mấy em của mình luôn nha. Ui, chưa chết bạn ơi. Danga của mình còn chưa có chiêu chuẩn nữa chứ. Flash Cannon mình nè. Ồ, ngậm cử tỏi luôn. Và nó cho mình Crystal cũng như là Sapphire. Cũng ngon lành đó bạn ơi. Ha, à, có con boss nữa đây. Kakon. Đó. Sẵn tiện mình đánh boss mình luyện cấp cho Pokemon luôn. Ngon lành ngành đào liền. Ok, mình sắp xếp cái túi đồ cái đã. À, em Kakon. Đây là một em Pokemon của Gen 8 nè bạn ơi. Đây, con này là cái con rùa hay con gì á bạn ơi. Nhìn lạ quá à. Nhưng mà nó là than đá thì phải. Đó, được cấu thành từ than đá đó. Mình sẽ xài chiêu Extra Sensory thử nha. Ui, gây có một xíu sát thương thôi. Ui, sắp ngẫm cái con UC của mình luôn. Chắc mình phải chuyển qua em khác thôi. À, Celestia nè. Ồ, siêu khổng lồ các bạn ơi. Đây là một trong những em Ultra Beast rất là to luôn đó. Ui, và nó đánh Celestia của mình mạnh vậy. À, mình sẽ xài chiêu Flash Cannon này nha. Flash Cannon. Ui, nó cũng không xây luôn rồi. Có vẻ như là Pokemon hạ thép không có ăn nhập với em này rồi. Rồi ngâm cứu tỏi em Celestia của mình luôn. Qua Dienga thử bạn ơi. Ờ, Dienga có chiêu gì ta? Ancient Power. Ui, trời ơi, được một khúc máu của nó rồi. Cũng rất là hên bạn ơi. À, đánh em gái mình sắp hẹo luôn. Không chết được nó rồi bạn ơi. Đây Ancient Power phát nữa nè. Hên quá, Dienga cũng chưa chết luôn. Mày dãnh cứu tỏi ơi. Ôi, ngon lành. Và mình đã học được chiêu Flame Chạc cho cái con Scorbunny của mình rồi nè. Chắc mình thay chiêu Round đi ha. Chiêu Round đâu có sát thương đâu. Ủa, chúng ta cũng được một cái Lucky S nữa. Ờ, à, và đây Scorbunny của mình đang tiến hóa bạn ơi. Và mình không có thể coi nó được. Mình đang bị lỗi cái góc nhìn rồi nè. Ôi, tiếc quá à. Và nó lên qua cái chân nó nè. Ôi, chân nó nhuốm lửa các bạn ơi. Đây là Raiboot. Ồ, cũng khá là xịn sò đó. Chúng ta sẽ cùng xem qua cái em Raiboot này thử nha bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ bố cái hiu cái đây. Đó, Raiboot. Ui, hình như nó lên thành con thỏ béo rồi. À đâu, đây con thỏ hả? Nó không béo bạn ơi. Cái icon nó mình tưởng nó là con thỏ béo chứ. À, đây nè.
nhìn nó mặc đồ xịn sò các bạn ơi. Và ở trên trán nó có đeo cái băng gì thì phải. Ủa, em này cũng rất là đã ha. Rồi, ngon lành rồi đó. Thế là mình còn em Rizio cũng như là em Reboot này chưa tiến hóa nữa. À da, cái con Sentret này nó lanh quá bạn ơi, nó thách đấu bên ngoài luôn á. À, chết queo luôn. Thôi, chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái vùng mới thôi bạn ơi. Bên đây có thêm một em boss nữa bạn ơi. Và đây là con... Ủa, hai con luôn. Một con là Bunnelby và một con là Mudray hả? Bunnelby của mình nó đi đâu mất tiêu rồi. À, chỗ này nó thay bằng cái con Mudray các bạn ơi. Để mình dứt nó luôn nha. Cũng khá là ngon lành cành đào đó. Em này thì cấp 94. Flash Cannon nó bạn ơi. Ủa, nửa cây máu luôn. Xỉn vái. Ui, nó đánh đi anh gà của mình cũng rất là đau đó. Không có vừa đâu. Rồi, ui, mình định tiện nó về nhưng mà không, con này mạnh quá à. Flash Cannon mình nè. Đó, vậy nó mới chịu chết bạn ơi. À, nó cho mình một cái Marco Prey. Cái này cũng khá là xịn sò đó. Flash Cannon cho cái con Sentret này nó bớt khó đấu mình đi. Ăn ngày tối cà khị hoài à. À, có con Bin Newby nó nằm ở dưới đây nè bạn ơi. Cái mình đào xuống mình bắt luôn nha. Đó. À, mình đào xuống mình đánh nó luôn chứ. Con này có bắt được đâu. Đây, nó nè bạn ơi. Ây da, đây cái khu gì vậy? Wow, đây là một cái vực các bạn ơi. Khá là kinh khủng đây. Flash Cannon nó nha. Sắp ngẫm luôn, sao có con chiêu à. Rồi cái con này yếu quá vậy. Hay là nó khắc hệ với mình ta. Rồi ngẫm cửa tỏi luôn. Ôi nó cho mình rare candy luôn. Ngon vãi. Ây da. Chết rồi. Chúng ta bị full đồ các bạn ơi. Hên là vẫn còn cái rare candy đó. Quăng hoài. Trời ơi cuối cùng cũng trúng nó các bạn. Ôi trúng con Zubat khác. Đi Zubat cấp 22 thôi. Zubat thường. Ôi tưởng chúng vô bắt boss chứ bạn, nhưng mà không phải. Để mình coi mình cho mấy em này lên cấp được chưa ta. Hiện tại thì mình có thể cho em Azul lên cấp được nè. Mình sẽ cho nó lên cấp 57 đi ha. Đó, cho nó xịn sò một xíu bạn ơi. Ok, cùng tiếp tục lên đường nè. Trời, nó giật. Ôi các bạn ơi, có con Rookie xuất hiện nè. Mình đang nhìn thấy con Swirtle nhưng mà Rookie xuất hiện luôn. Ôi xịn thiệt sự luôn. À nó ở trên đây nè. Để mình quay lên mình kiếm nó nha bạn. Mới vào cái vùng jungle á nên nó cũng hơi bị lắc một xíu. À nó ở trên đây nè. Đây chính là Rookie. Em Pokemon khởi đầu cuối cùng của gen 8 nha bạn ơi. Em này thì cấp 15. Ngon vãi. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hóa bộ 3 khởi đầu của gen 8 luôn quá. Xịn thiệt. Đây Whitbon nó trước các bạn ơi. Wow. Ôi, quả đầu tiên không biết nó thành công không nữa. Và yes, chúng ta đã bắt được nó luôn rồi nè. Ngon vãi. Chúng mình sẽ đổi con Celestia đi vô đi ha. Lấy Rookie ra các bạn ơi. Đó. Và thế là mình đã có được 3 em Pokemon khởi đầu rồi. Đây, 3 em Pokemon khởi đầu của Gen 8. Rookie. Cái này thì đã tiến hóa rồi. Tiến hóa từ Scorbunny á. Lên thành Revolt rồi nè. Còn con này là Rizzo. Cũng là cấp 2 luôn các bạn ơi. Ui, em Rookie này thì kích thước gì vậy? Kích thước chuẩn các bạn ơi. Không cộng, không trừ bất kỳ cái chỉ số nào luôn. Cũng rất là ngon lành đó. Wow, xịn vãi. Em ra bút này kích thước gì đây? Kích thước chuẩn luôn. Có con Rizzo này là kích thước nhỏ thôi bạn ơi. Còn lại kích thước chuẩn hết. Ui, xịn vãi trưởng ạ. À. Rồi, để mình bộ cái heal đi. Wow, ngon lành cành đào. Rookie, cuối cùng đã có nó rồi bạn ơi. Con này thì xuất hiện vào cái vùng jungle vào buổi tối đó bạn. Ui, cũng xịn vãi ha. Kích thước, à, vẫn là dạng bình thường thôi. Không phải là cái dạng đặc biệt. Ôi và Rookie của mình đang tiến hóa nè. Quýnh nổi lên mặt nước luôn. Trời ơi. Tại vì mình á đang ở dưới nước rồi đó. Để coi nó sẽ lên con gì đây. Em này thì trong series Bismarck Server mình đã có tiến hóa nó rồi. Đây là Swaggy nha các bạn. Wow, học được triple hit. Mình sẽ thay chiêu grow này đi. À, ngon lành cành đào liền. Rồi và thế là ba em khởi đầu của gen 8 đã lên cái dạng tiến hóa cấp 2 rồi nha các bạn ơi. Ui có Metabot xuất hiện luôn. Wow, sẵn tiện thì đi qua đánh boss hết các bạn ơi. Nó ở đâu vậy? À, như nó ở trên đây nè. Nó nằm tuốt ở trên ngọn cây luôn. Wow, Metabot. Ây da, rớt xuống rồi các bạn ơi. Lành quá à. Biết mình sắp lên kiếm nó nhảy xuống liền. Ôi, nó lại cho mình một cái viên kẹo nữa nè. Một cái Metal Herb. Cái Herb này mình sẽ cất vô đây nha. Rồi, có kẹo thì chúng ta sẽ cho Azil lên cấp nha bạn ơi. Đó, lên cấp 58. Wow, còn 2 cấp nữa thôi là chúng ta đã luyện xong cho Azil rồi đó. Các bạn ơi, lại có thêm một em boss xuất hiện nữa nè. Và đó chính là em Pharos nha. Để mình dùng em Dienga để mình đánh nó thử được không nha. Wow, con này thì cách Dienga của mình 10 cấp luôn. Chắc mình đánh nó không lại rồi. Gãi ngứa nó thôi.
Ui, mình không có chiêu hệ rồng nào cho Rengar cả, xui vậy. À, Ancient Power. À, đây là chiêu hệ đá rồi. Ôi, mà xài chiêu này xong là cái con Ampharos đó nó không có đánh mình nữa. Ui, nói chứ nó đánh các bạn ơi. Đánh vãi chưởng luôn á. Đây, Ancient Power phát nữa nè. Mày nè, chưa chết được nó bạn ơi. Xui rồi. Flash Cannon. Để đánh em này chắc mình sẽ phải lấy Aegis ra thôi bạn ơi. Cái em Rengar của mình á, nó chưa có chiêu nào hệ rồng hết, là chắc trụ không nổi đâu. Đây, Aegis đây. Aegis của mình thì nó đang đeo tấm lây hệ tiên đó bạn, nên xài sức mình thoải mái thôi. Khắc tinh của hệ rồng mà. Cái em Mega Ampharos này á, thì nó có hai hệ luôn. Đó chính là hệ rồng cũng như là hệ điện đó. Nó lên Mega thì nó sẽ có hệ rồng đó bạn ơi. Và em này thì sẽ cho mình cái gì đây? Ui. Wow, Sparky của mình đã lên được cấp 19 luôn. Có chiêu Crit nè, mình sẽ hủy đi. Ui, cho mình hai viên kẹo luôn. Wow. Rồi, ngon lành luôn. Mình sẽ cho em Azil lên cấp. Đó. Lên cấp 60. Và thế là ngon lành rồi. Bây giờ mình chỉ cần luyện UC nữa là xong nha bạn. Còn 1 phút nữa thôi sẽ có cơ hội có một em huyền thoại xuất hiện nha bạn ơi. Ui, và mình đang ở cái vùng Sunflower Plain nè. Đây là vùng xuất hiện của Cosmog đó. Ơi, không biết lần này thì cái con gì nó sẽ xuất hiện đây. Quý có dành chỗ em Cosmog này không nữa. Ui, cái con Swalloon hả? Con này hình như nó vẫn còn model cũ đó bạn ơi. Nhìn xấu vậy. Ui, vào đây ơi. Cosmog cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi bạn ơi. Ui, và nó đâu rồi ta? À đây các bạn ơi. Đây, Cosmog của chúng ta đây nè. Nhìn ngon lành gần đào vậy. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha. À, để mình dẹp hết mấy em Pokemon này vô đi ha. Wow, xịn thiệt sự luôn. Chứ mình sẽ lấy em Caesar ra nhé bạn. Rồi mình đã có được một cái đội hình chuẩn rồi bạn ơi. Trời ơi, ngon lành nó chữ ngà. Đây, Cosmog xuất hiện tại vùng Sunflower Plain đó. Ui, mới đây mà nó đi đâu rồi? À, nó chạy đi qua chỗ này các bạn ơi. À, nó chạy đâu đã? Em này mới cấp cấp 15 thôi à. Ôi, nhìn ngon lành vậy. Đây, Fawn Sweep nó trước các bạn ơi. Đây, Cosmog. Ôi, và kích thước nó hình như hơi bị nhỏ thì phải. Chứ chút xíu à. Bắt nó luôn. Đầu tiên là bằng Whitbon trước nha bạn ơi. Tại cái vùng Sunflower Plain này á, các bạn có thể dùng cái quả Safari Ball cũng được nữa đó. Ui, Whitbon không thành công rồi. Mình tưởng cái con huyền thoại bắt bằng Whitbon được luôn chứ. Đây, Safari Ball là quả này các bạn ơi. Nó sẽ tăng cái tỷ lệ bắt á khi mà các bạn bắt tại vùng Plain nha. Đâu rồi? Ôi, không được các bạn à. Bắt hơi khó một xíu. Tiếp tục đi, mình sẽ xài tầm 3 quả Safari Ball nha bạn ơi. Để coi như thế nào nha. Wow, không được rồi kìa. Các bạn nó cũng hơi bị khó khăn một xíu. À, chúng ta cũng vẫn có thể xài Liver Ball được luôn. Để mình ru ngủ con này cái đã. Cho Venusaur ra trận nha. Đấy, chúng ta sẽ xài chiêu Sleep Powder với nó nha. Đó, để mà ru ngủ nó các bạn ơi. Đó, ru ngủ không được. Xài lại phát nữa các bạn ơi. Đây, nó đang ngủ rồi nè. Ngon lành. Giờ thì mình sẽ xài thử một quả Safari Ball cuối cùng nha. Không được nữa thì mình sẽ chuyển qua Ultra Ball hoặc là Tamer Ball nhé bạn. Tamer Ball đó là cái quả rất là hiệu quả luôn. Và ôi không được rồi. À, nó đã hủy cái chiêu Sleep của mình luôn rồi. Ồ, rồi ngủ nó tiếp nè. Rồi. À, xài thử Liver Ball thử nha các bạn. Em này cấp thấp mà. Trong khi cái dàn Pokemon của mình á đem cấp rất là cao luôn. Cấp toàn 100 không à. Và yes, chúng ta đã bắt được Cosmog bằng Liver Ball luôn. Ui, xịn vãi chưởng à. Đây 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 đây, Cosmog đâu rồi? À, để mình cất em Venusaur này vô đây cái đã. Cosmog đây bạn ơi. Đó. Bộ cái hiệu nó coi. Wow, để mình coi kích thước nó coi. Em này thì kích thước run, hàng chi nó có chút xíu à, nhưng bị trừ áp sát luôn. Ui, hơi bị xui nha. Chắc em này mình sẽ cho nó lên con Sinnaleo các bạn ơi. Đó, Lunala thì mình đã có rồi. Cho lên Sinnaleo luôn. Và mình cũng có dư một con Nigroma trong đây nữa. Tại hôm trước mình ráng bắt á, nhưng mà mình không có may mắn được cái Solgaleo các bạn ơi. Toàn là Lunaleo mà. Đó, ngon nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho ba em Pokemon này của mình nha. Ôi đây các bạn ơi, mình thấy được một cái Zygarde Shell hay coin gì đó. Để mình thử coi nha.
Nãy giờ mới thấy được các bạn ơi. Và đây là một cái sale. Ôi nó hiếm thiệt sự luôn. Tìm hoài mới thấy được cái đó bạn ơi. Khó vãi chưởng hả? Để mình tìm tiếp coi. Wow, nãy giờ phải mình đứng quanh đây á, thật là lâu á thì nó mới chịu spawn đó bạn ơi. Coi như là nãy giờ thì mình vẫn chưa thấy một ông trainer nào luôn. Đội hình luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình nó tiến hóa cho nó nhanh. Chứ gì nó lâu vãi chưởng luôn á. Các bạn ơi, mình vừa gặp một em boss Gengar nè. Ui cái con này không biết nó đứng là cách gì nữa. Thôi chắc mình sẽ xài trước mình để mà dứt nó luôn nha. Đó, nãy giờ thì mình đang luyện cấp. Ôi và đây rồi. Mình đã được một viên Ray Candy luôn. Ngon lành vãi. Đây, cái em Rizzo của mình đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Để coi nó sẽ lên em gì nha. Ui, lên em. Đây là thằng lằn hả? Ôi, nó có chiêu Snipe Shot nè. Ôi, đây là chiêu chiêu độc quyền của nó thì phải. Chắc mình sẽ thay cái sức của bên này quá. Hay thay U-turn ta. Chắc mình sẽ thay chiêu U-turn quá. Ồ, ngon lành. Ê, cái gì vậy? Nhiều quýnh nữa. Từ từ quýnh nhanh ơi, quýnh hoài luôn á. Chắc mình sẽ thay trước mình nữa các bạn ơi. Cái này nó gặp mình nó quất hoài luôn à. Ở đây các bạn ơi, đây chính là em Inteleon nè. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha. Hình như em này là điệp viên hay là sát thủ rồi đó bạn ơi. Căng với chữ nè. Và nó có chiêu Snipe Shot. Wow, khá là đẹp luôn bạn ơi. Không biết cái gen này thì cái em này á nó có được được boost sức mạnh cỡ nào ha. Wow, xịn xò thật sự. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến hóa hai em nữa, đó chính là Rayboost cũng như là Squawky nha bạn ơi. Rayboost của mình thì mới đạt cấp 33 thôi. Còn Squawky thì cấp 29 các bạn ơi. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục luyện cấp nha. Ôi có một con Sirkit Shiny kìa. Mình kiểm tra coi. Sirkit. Ôi cái dạng Shiny của Sirkit mình đã có rồi bạn ơi. À cái em này thách đấu tôi nữa. Bính hoài luôn bạn ơi. Chức mình là con. Ôi và cái em Squawky của mình nó cũng đã bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Ngon lành. Nãy giờ thì mình tiến hành dừng kinh nghiệm á cho hai cái con này nó đều cấp luôn, tiến hóa một lần cho nó nhanh bạn ơi. Và Squawky nó lên con Rillaboom rồi. Con này các bạn đã được thấy ở trong cái Bissimin đại chiến rồi đó. Ôi mình sẽ thay cái chiêu Grass này nha bạn. Nó học được cái chiêu Rumpitin, là đây là cái tuyệt chiêu của nó luôn đó, rất là xịn sợ bạn ơi. Ui nữa quýnh mình hoài à. Hunter nè. Ui vẫn chưa tiến hóa hả? Để mình coi game Rabut khi nào mới tiến hóa lận. Còn một khúc nữa bạn ơi. Hơi lâu ta. Để mình thử xài chiêu độc quyền của em Inteleon nha bạn. Đây Snipe Shot nè. Ui mạnh vãi. Mạnh thiệt sự bạn ơi. Ngon lành canh đào. Đây làm một phát nữa. Và cái em thỏ hệ lửa của mình nó cũng đã bắt đầu tiến hóa rồi đó. Đây là Rabut nha bạn. Ui mấy này mình không có nhớ tên được. Để mình coi lên cấp nó sẽ xịn sò thế nào nha. Wow, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và đây là Cyndaquil. Anh học được cái chiêu gì đây? Pyro Ball. Nhưng mà nó đang bị lỗi chiêu nè. Chắc mình sẽ thay chiêu Wood Attack này đi ha. Ôi nó đang bị lỗi chiêu bạn ơi. Có Pyro Ball rồi, nhưng mà bị lỗi chiêu. À, ba em này đều là ba em Pokemon khởi đầu của Gen 8 này đều có những chiêu độc quyền hết bạn ơi. Như là em Rillaboom thì có Rumpitin nè. Cái em Inteleon thì có được Snipe Shot. Và em Cinderay thì có được chiêu Pyro Ball nha bạn. Wow, tiếc là nó đang bị lỗi một xíu thôi. Rồi để mình kiếm cái em Circuit Shiny mình thử lên coi. Thử chiêu Pyro Ball nữa chứ. Chỗ này có khá là nhiều Pichu ha. Đây Pyro Ball đó các bạn ơi. Nó đang bị lỗi cái tên chiêu nè. Pyro Ball. Rồi nó cũng không có hiệu ứng chiêu luôn. Hơi buồn một xíu bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ chuyển qua em Rillaboom luôn để mà thử chiêu đặc quyền của nó luôn nha bạn. À vẫn làm Sirkit nữa nè. Qua giết nó thôi. Ê à, con còn mid reverse nhưng mà cách mình 2000 mấy ô luôn. Lâu lâu game shark nó bị lỗi như vậy đó bạn. Đây. Trời ơi, xuống nước mà nó còn gõ trống nữa. Rumpitin à. Chỗ này thì di chuyển hơi lâu thì phải. Thì các dạng tiến hóa cấp 3 của mấy em Pokemon khởi đầu Gen 8 á, chúng ta không có thể cởi được bạn ơi. Chúng ta có thể cho nó đi theo mình được thôi nè. Ui và ở trong này thì có em Rillaboom là to nhất ha. Cái em Inteleon này á, kích thước nhỏ nhưng mà nó đã bự như vậy rồi bạn ơi. Nó mà kích thước chuẩn á thì chắc nó còn đẹp hơn nữa ha.
À, và ngày hôm nay mình cũng khá là may mắn luôn khi mà đã bắt được thêm một em Cosmog nữa. Đâu rồi, mình sẽ cho các bạn coi em Cosmog của mình. Đó, Cosmog. Đây bạn ơi, quá là xịn sò luôn. Chắc tập sau mình sẽ tiến hành cho nó lên Solgaleo nha. Và kết hợp với em Nigroma của mình nữa. À chưa, mình chưa có được cái Nigrom, à, cái Solgaleo các bạn ơi, hơi xui nữa. Ui, đây là Cosmog nè. Rồi, thì chắc video mình tới đây thôi. Các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, nếu thấy video này hay, đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía dưới video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!